Là một cái cách làm món trứng mà chưa từng có cách làm này, do là mình vừa mới nghĩ ra cách làm. Thì cái cách làm này nó về cơ bản là cũng giống như cái món trứng trước mình nghĩ ra ấy, thì chủ yếu là muốn giữ nguyên cái vị bản nguyên của trứng ấy. Thì nhưng mà nó khác một chút là, tức là cái này là món ăn là chỉ có một chút nước mắm để cho đỡ nhạt, còn đông nguyên là trứng thôi, không cho bất cứ cái gì cả. Thì cái món này ấy, làm nếu như trường hợp mà bạn muốn làm mà theo kiểu là thay vì cái như hôm trước ấy, bạn muốn làm cái kiểu mà nó hơi cái vị mà nó hơi chôm xốp sôi xốp mà trứng nó tan trong miệng ấy, tức là cái kiểu là trứng nó tơi từng hạt bụi nhỏ như này này, thì các bạn làm theo kiểu này thì nó sẽ ra như này. Nhìn nhá, nếu mà so với lại cái món trứng mà tơi xốp mà hôm trước mình làm ấy, thì cái này nó cũng cũng xốp như thế, nhưng mà cái khác biệt của cái cách làm này ấy, là nó sẽ tạo ra một cái kết cấu mà cái độ xốp của trứng nó ở cái mức độ nhá, nó mức độ nhỏ hơn, tức là cái độ xốp nó ít đi. Ở đây bạn nhìn nhá, là cái kết cấu của miếng trứng này, cái độ xốp của nó rất 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 là ít thôi, mà lòng đỏ với cả lòng trắng nó quyện vào nhau nhiều hơn thì cái độ xốp nó giảm đi, nhưng mà cái độ mịn, cái độ tơi của nó ấy, thì lại nhiều hơn. Thì các bạn xem hình thì sẽ thấy cái sự khác biệt, tức là nó cùng là cùng một cách chế biến, là chỉ có trứng với cả một chút nước mắm thôi để giữ nguyên cái vị nguyên bản của nó, nhưng mà khi bạn điều chỉnh một chút thì nó lại ra hai món ăn khác nhau, và cái vị nó cũng hoàn toàn khác nhau luôn đấy.